Chào mừng các bạn đã đến với chương trình Tiểu Thiếu Niên. Hôm nay kênh Tiểu Thiếu Niên nội dung trong chương trình giới thiệu về chương trình Sinova. Hôm nay thì con nội dung sẽ giới thiệu tiếp đến các bạn một trường tại Sinova, đó là trường quốc tế AIS. Và AIS có môi trường học tập xuất sắc với cơ sở vật chất đẳng cấp thế giới, một trong những điều kiện thiết yếu nhất xin phát huy tối đa tiềm năng học tập của mình. Trường có đội ngũ giáo viên là những người tài năng, tâm huyết và giàu kinh nghiệm, sẵn sàng đào tạo học sinh trở thành công dân toàn cầu. Và tại AIS, giáo trình được giảng dạy với mục tiêu lấy học sinh làm tâm, một trong những phương pháp đã được minh chứng là tốt nhất qua nhiều thập kỷ. Và bên cạnh đó thì chương trình giảng dạy của AIS được tổ chức tứ tài quốc tế, ủy quyền và công nhận trên hệ thống toàn cầu, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và vừa qua đã đem lại niềm vui lớn cho các phụ huynh và học sinh của trường. Và đặc biệt trường luôn định hướng đào tạo cho những kỹ năng, thái độ học tập và cách nắm bắt cơ hội cần thiết cho sự thành công trong tương lai. Thông qua hệ thống giáo dục xuyên suốt gồm giáo trình tứ tài quốc tế bậc tiểu học, chương trình Compass do bậc trung học cơ sở và chương trình phổ thông với bằng tứ tài quốc tế. Và để tạo điều kiện hỗ trợ và phát huy truyền thống học tập của học sinh và sinh viên trong lĩnh vực học tập, thì trường quốc tế Úc trân trọng thông báo đến các bạn các suất học bổng dành cho các em học sinh có thành tích xuất sắc khối trung học từ lớp 6 đến lớp 11 trong năm học 2013 và 2014. Và những ưu điểm khi mà các bạn theo học tại trường như sau: trường trung học bao gồm từ lớp 6 đến lớp 12 từ năm 2013. Trong năm lớp 6 đến lớp 8, chương trình giảng dạy của chúng ta sẽ căn cứ vào chương trình giảng dạy quốc tế Úc. Và mọi chi tiết thắc mắc về trường AIS thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp với anh Thư Tư Vấn Du học Tân Đại Dương qua địa chỉ 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, hay 902 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc có thể gọi đến hotline 0838382080 hay 0838484879 để biết thêm chi tiết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.